thiệu lại các bạn, đây là chiếc V2 mới mua mình nha bạn, Ninja 3 xị. Tại vì mới mua mà các bạn, mới mua tình cảm còn mặt nồng thấm thiết, thành ra giờ đi đâu, trước khi đi đâu làm gì, đi làm vlog gì thì cũng phải chịu khó khoe về máy một xíu ha các bạn ha. Đó. Thì hôm nay mình sẽ dẫn em V2 của mình đi rước một em Ducati. Yeah. Rước em Ducati nhưng mà không phải rước Ducati cho mình các bạn ơi, thế mới đau chứ. Đùa xíu thôi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi rước một em Ducati với lại một người bạn của mình ha, rước cho các bạn đó ha. Thì là bạn đó đi mua, thì mình đua đeo, mình xin theo để bú frame. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ chở bạn ấy từ nhà bạn ấy lên Ducati để rước con Ducati mới của bạn ấy về ha. Đó là bạn Vũ Lê, các bạn. Vũ Lê làm ở bên showroom của Triumph á. Đó, trong cái clip của mình, một vài cái clip của mình thì có bạn đó nhé, các bạn cũng biết ha. Đó, thì nói chung là bạn ấy nói là mua Ducati thôi, nhưng mà mình cũng không biết là bạn ấy rước con Ducati nào nữa các bạn ha, không biết là rước dòng nào nữa. Đó, thì mình cũng muốn giữ nó là một điều bí mật xíu đi, thì bí mật với các bạn, bí mật với chính mình luôn, thì tới nơi rồi mình mới biết ha các bạn ha. Đó, bạn ấy lúc trước bạn chạy chiếc GBX 200 các bạn, GBX Legend 200 á, thì bạn ấy cũng bán xe rồi lên CC cũng giống mình, nhưng mà mình thì chỉ lên được em Ninja 300 này thôi, còn bạn ấy thì bạn ấy lên được tới tận Ducati lần các bạn ha. Thì thôi giờ mình sẽ bắt đầu chạy lên nhà của bạn đó đây ha. Tới rồi Vũ ơi. Đó, 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 đó. Ok. Rồi chàng trai hạnh phúc nhất trái đất hôm nay. Quay được anh. Quay xíu. Con lên trình bản chưa? Bản rồi. Lấy luôn hả? Ừ. Xe đâu ta? Được được, búa trước nhau cái gối ở đây rồi. Này lấy xe vẫn chưa có giấy hải quan. Vậy hả, phải đòi hả? Dạ, 2-3 ngày. Ừ. Búa đó giọt lên được, hôm nay chở người thêm giọt không được. Thôi nó nhúng xuống mà. Rồi. Đứng ngồi xuống dưới. Rồi, cởi chỗ rồi các bạn ơi. Đây nè các bạn. Đây là chiếc Hyper Motard của người bạn mình mua đây ha. Ducati Hyper Motard. Cũng là con này luôn hả? À, trong. Okay. Con này cao không chú? Con này cao không? Cao. À, mình là mấy 65 biết ngồi được không ta? Lát ngồi thử thôi. Hai bên mô tách. Ở đây nó có dạy nhiệt các nhớt nữa nè các anh em ha. Đó. Ủa dưới này là cài dạy nhiệt nhớt mà đúng không? Vừa nhớt vừa nước. Con này đi địa hình được mà ha. À, cái vỏ này địa hình có. Ừ, phải thay cái vỏ. Lên lốp gai này kia. Cái gầm máy nó có cao không? Bánh trước Rambo nha các anh em. Phuộc thì các bạn thấy cái phuộc này, cái hành trình phuộc rất là dài ha. Cũng biết phuộc gì ha. Bánh Rambo. Đó. Bánh đĩa đôi luôn nha các anh em, hai bên luôn ha. Ủa, con này phuộc sau trước sau đều Rambo hết ha. Bộ đúc đít nè các anh em. Anh tiếng bô nghe lực quá ha. Nghe
sim nè. Ba cốt. Rồi. Anh Dũng đổi chế độ á, mình vừa nhấn giữ. Đó, sẽ đổi. Khi chạy mình vẫn có thể đổi được để tức là bây giờ đang chạy, đang để touring đúng không? Mình nhấn giữ mình đổi qua sport. Thì anh chỉ cần nhả ga là nhả thẳng ra là mình đổi qua. Đúng rồi, chỉ cần nhả ga hết thẳng, nhả hết thẳng cái ga là rồi. Bây giờ mình muốn vào menu chính á thì mình sẽ đẩy xuống cái chỗ setting này. Đó, cái từ menu enter cái đó. Rồi riding mode, tất cả ba chế độ này mình có thể tùy chỉnh được hết tất cả. Ví dụ như bây giờ open thì anh không thích máy nó nằm ở mức thấp thì anh có thể chỉnh lên medium hoặc là high. Rồi cũng như custom thì custom mình sẽ có 8 cấp. Nhưng mà thường là mình chỉ để cấp 6 là cao nhất, tại vì cấp 7, cấp 8 á là sử dụng cho đường ướt, đường mưa thiệt là to. Rồi, hiểu rồi. Đó. Thì mỗi một cấp độ nó có cái mức can thiệp và cái ga khác nhau. Rồi. ABS thì mình sẽ có 3 cấp. DWC là Ducati Wheelie Control, tức là cái lúc anh đề 3 á thì nó sẽ kiểm soát cái lực dở đầu lên, nó sẽ thẳng cái lực đó lại. Sẽ có 8 cấp luôn. Đó, 3 chế độ anh có thể tùy chỉnh được hết tất cả. Rồi, pin code cái này không đụng nha, tại vì cái này khi mà mất chìa khóa thì mình sẽ có cái pin code này cho mình lấy lại. Rồi, lap time tức là để mình chạy chậm. Nó sẽ tính thời gian chạy. Backlight là đèn nền thì đang chạy auto, tức là vào tối nó sẽ thành màu đen, ra sáng thì nó sẽ trắng. Rồi. Ngày giờ em chỉnh là unit thì mình sẽ có chỉnh được là mile, dặm hoặc là km. Rồi nhiệt độ thì độ F độ C. Service thì nó sẽ báo anh còn bao nhiêu cây nữa, sẽ là làm oil service, decimal service và annual service, tức là service hàng năm á, thì cái đó nó sẽ tính luôn. High carburation tức là khi mà anh thay một cái vỏ khác cái thông số của hãng thì anh chạy cái chương trình này để mà nó đúng cái thông số là một. Rồi nghe nhiều chi tiết quá bạn ha. DA thì mình cái này là đèn chạy ban ngày, thì mình đang để auto, tức là buổi sáng nó sẽ chạy cái đảng giải này, buổi tối nó sẽ chạy giải halogen ở trong, tự chạy luôn, là tự động chạy hết. Đúng rồi, mình sẽ chỉnh bằng cái nút này. Rồi. Rồi. Tune indicator thì con này nó sẽ có xi nhan tự tắt giống như xe hơi. Thì tức là anh bẻ hết cái góc cua dựng xe lên thì nó sẽ tự tắt xi nhan. Nhưng mà cái đó em khuyên nên để manual, tại vì con này nó khá là nhạy, tức là anh lắp cái xe, anh đang mọi xi nhan lắp cái xe dựng lên thì nó tắt. Đó thì anh sẽ để manual. Trước mà anh khóa cổ á, có hai nút nè. Khóa tới cái nút này thôi. Còn nếu mình bật thêm một nút nữa, nó sẽ là chế độ đậu khẩn cấp trong đêm thì nó sẽ sáng đèn trước. Rồi, hiểu rồi. Cái nắp bên này nó phá rồi, còn cái chữ B là nó sẽ đậu. Rồi con mở yên á, con này mở yên á là nó sẽ không có mở bằng chìa khóa mà nó sẽ mở bằng một cái cây lục giác trong này nè, anh để ý nè ha. Rồi đúng cái cây lục giác ra, mình sẽ dặn nó ốc này ra, mình mở yên lên, tại vì dưới yên con này thực sự nó cũng không có gì hết. Cái lục giác này nó là lục giác bình thường thôi, đúng không? Đúng rồi, để nó được là lục giác bông á. Để được ba con sói dưới không? Để được ba con sói dưới không? Để sao? Để được ba con sói dưới không? Chắc được hai cái. Đó thì đó là tất cả những lưu ý. Còn trong cái manual á, nó sẽ có cái phần chỉnh phục, thì chỉnh phục thì anh cứ chỉnh theo ý thích của mình. Cái gì là mình đi đường thấu thì đường ấy thì nó thì mình chỉnh cơ đúng không? Dạ đúng rồi, nó chỉnh cơ, sau chỉnh cơ. Này gấp đơn ha, gấp đơn nhìn đẹp ha. Cái này một phần thì nó đơn á, cái này nhìn nó gọn. Bình xăng này nhiêu lít vậy? Đó là khoảng 6 lít. Nhìn nó gọn gọn vậy mà thấy cũng bự chứ. Đúng rồi, nó sẽ đi thẳng xuống đây. Chiếc Ninja 300 nhìn chà bá vậy, có 17 lít. Cái này mốt chạy là có mấy mốt? Nó sẽ có 3 mốt Urban, Touring với Urban. Thì mốt cao nhất của nó sẽ là 113 mã. Wow, 113 mã. Cái này bây giờ mình muốn lái cửa thông quyết định thôi. Anh mua cái cửa thông bãi á, loại nó để đây nè. Nó sẽ bành qua hai bên vậy. Đúng rồi, nó bành qua hai bên, tại hai cái này nó có cái miếng ốp bảo vệ để nó không có cháy xuống. Vũ làm chuyến đi vòng quanh thế giới giống Nguyễn Đăng Khoa đi Vũ. Hết chỗ đai đi luôn. Vòng quanh thế giới luôn. Con này nếu như em cái tay thắng này anh muốn chỉnh á thì mình đừng có dặn không, mình đẩy ra nè. Rồi, đó đây mà về. Thì nó sẽ xa gần. Này chỉnh xa gần đúng không? Đúng rồi. Đâu chỉnh là cái ấy đúng không? Tay lái cao rồi. Đó. Tay côn nó vậy luôn. Đúng rồi, tay côn cũng đi chang. Chứ mình đừng có để không, mình dặn thì dặn như vậy nó sẽ rất là cứng. Cái này đường bô đi nó đẹp ha. Bô đi có cái gì mà lưu ý khi mà rửa xe không ta? Những cái xe á, thường á những cái trụ rửa xe nhỏ thì nó hay cầm cái bình xịt, nó hay cầm cái vòi xịt nó sẽ tắm rồi, mình đứng xa xa là xịt lên, xịt nó ướt rồi, chứ mình đừng có xịt thẳng trực tiếp vào. Này tự rửa nhà được mà đúng không? Con này thấy cũng dễ mà. Ok hết. Chi tiết trong này sợ điện nhiều quá, chắc không sao.
điện của nó là nó có được chụp ha, chụp chống nước hết rồi, nhưng mà ý là tại vì nhiều khi mấy thằng nó không biết nó cứ cầm cái đợi xe cỡ nào cũng hư. Cái này là bình nước, đó là nước phụ, côn côn cũng tương đối các bạn ha, cũng phải là nhẹ mà cũng không phải là nặng quá. Giờ muốn thay nước này sao? Nước này thì anh có cái nắp ngay đây nè. À đây có một cái nắp đây. Dạ. Cái này là hôm nay khi nào mà anh thấy nó bục quá, này nó có cái nút mắc min nè, khi nào mà anh thấy nó bục quá thì mình mới thay, tại vì nó là cũ rồi. Dàn bô này mà lên titan thì chắc đẹp lắm ha. Đúng rồi, con này mà lên full titan thì chắc đẹp. Nó đi lòng vòng đi, đi vòng đúng rồi, nhìn nó đẹp nhưng mà cũng tốn tiền luôn. Con này chơi á ngon nhất á, nếu như mà anh không có màu màu thì chơi cái đạn cổ của Aro á, là đạn cổ bỏ bầu bộ đu nó vẫn kêu tiếng to hơn, to là nó sẽ không có bị bắt như vậy. Thay đạn dưới này thôi đúng không? Đúng rồi, chắc thay cái đạn cổ thì là con này đi lên nó bỏ cái bầu đi, nó bỏ cái bầu đi để chạy thời gian thôi, sao hết tháng này đi. Thấy nè, thấy bộ Jin giống bự rồi đó. Bộ Jin nó cũng đã rất lực rồi. Mình thấy bộ Jin thấy nghe em dữ lắm rồi đó. Cho nên là cũng không có ý định, chưa có ý định thay bộ. Chứ một số con là phải thay á. Wow, hoành tráng. Giờ đi đổ xăng các bạn ơi. Trèo lên làm cái bốc đầu luôn Vũ. Màu đỏ đẹp ha. Rồi lên đường. Máy nó lại chạm nữa. Tướng người cao cao chạy máy này đẹp các bạn. Thấp thấp nhìn cái chân nó thấp, nhìn chạy không đẹp. Tướng như bạn mình chạy là đẹp nè, vừa đẹp luôn, gấp đôi nhìn đẹp thì chứ. Chạy quen không? Quen không? Chưa quen xe lắm. Chạy nó giống chiếc gì Tiger 1200 vậy? Cái tướng lái bữa trước chạy đó. Chưa quen lắm. Chạy nó hơi vừa. Ê kêu đổ 95 á, đừng đổ 92 nha. Giờ đổ 120 ngàn đầy bình nữa các bạn. Xưa xăng đắt đổ 200 ngàn cái chiếc FZ của mình mới đầy, giờ xăng này 16 lít đổ 120 ngàn đầy 120 hả? Ừ. Hai giờ dí thì chạy dí theo mấy con này. Tính 150 mà ra tới 110 mấy mã em biết có nào.
nóng không? Này cái yên sao thấy hơi nhỏ. Cái này đeo cặp mà chở bồ sao hơi khó. Phải đeo cặp trước à. Nãy thấy cái anh kia anh chạy anh chạy chiếc gì ngàn á, anh giơ tay anh chào mình các bạn ơi. Má chạy 300 mà cũng được giơ tay chào. Chiếc này đâu phải phân khối lớn đâu. Phân khối vừa. Mà cái này hình như chạy vô đai mình đừng có chạy quá 4.000 5.000 vòng gì đó đúng không? Dạ không có 4.000, nãy giờ toàn chỉ 4.000 thôi. Ngàn lên số. Xe không nóng lắm. Không nóng lắm hả? Không nóng lắm. Má thằng này nóng nè. Có cái bình xăng nè. Không, để đóng qua bên này, cái này nóng hơn. Vậy hả? Đây nè, cái này nè. Dưới máy thì không nói rồi. Cái này không có gì rồi, cái này không nóng. Nó cao lên. Nhìn cứng luôn. Ê, bô này cũng đâu nóng đâu ta. Rồi bô sao không nóng? Nóng. Má nhưng mà à má bồ mà mặc váy là đồ máy dễ à. Nóng rồi. Ờ. Thì nó phải ốp này đi. Thôi về nha. Ok, bữa nào nha. Chúc mừng.